lớn tuổi rồi mày làm giống như ta là siêu nhân đấy, mà chạy mà người đường với không tao không chạy nhẹ nhàng dễ thương, đi ra ngoài ngay cái hẻm ở ngay cái cổng kìa, mái bắt bướm đi cho nó nhanh đúng không? Rồi như thế thầy có được nhiều tiền không? Chạy ra 3 bước thôi là 29 triệu, cái mấy bà con của bác cho mấy 15-16 triệu nó được 30-40 triệu đấy không? Mày quay đi vừa vừa ấy con điên kia. Em hiền lắm mọi người ơi. Từ nãy giờ chúng nó chọc em, chọc em chửi, thật sự em không biết chửi ai hết trơn. Cuộc đời em chỉ biết đứng cười thôi. Ra sao mặn. Ok. Bao nãy mày đâu có biết, cơ bằng chị mà nhú tuổi 35. Trời ơi, chị thu em 17 tuổi. Chị 35 tuổi, trời đất ơi, chị thu em 17 tuổi. Trời ơi, con bé nó có mới 35 tuổi thôi mà mình lăng thang sao vậy?